Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tốc Game Alive. Và hôm nay thì Cậu Vàng sẽ có video giới thiệu cho anh em một tựa game nhập vai có tên gọi là Đại Hoang Phong Thần Lục, một con game đến từ nhà anh Chevrolet VN. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game này nhá. Một con game có lẽ là sẽ mang một đề tài kiểu dạng thần thoại của Trung Quốc. Rồi, mình sẽ vào game đi. Thì anh em thấy là con game này là một con game màn hình ngang. Chúng ta sẽ có rất là nhiều lớp nhân vật ở đây. Tổng cộng là 6 lớp nhân vật, 6 môn phái. Đầu tiên đó là Thiếu Lâm này. Môn phái thứ hai đó là Võ Đang. Giới tính nhân vật thì nó sẽ cố định nhé mọi người nhá. Nói chung là để làm Võ Đang như này mình thấy là nó cũng hơi ảo ảo. Có vẻ là nhà phát hành sẽ hướng tới là một con game kiếm hiệp, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ mang một cái đề tài huyền huyễn nhiều hơn. Chúng ta có môn phái thứ ba đó là Tiêu Dao. Các bạn thấy nó có cánh thì chắc chắn là sẽ không phải là thuần kiếm hiệp như anh em nhá. Kiếm hiệp không bao giờ có cánh cả, mà nó sẽ là yếu tố huyền huyễn là tu tiên. Môn phái thứ tư đó là Minh Giáo. Mình nghĩ là để đặt tên mấy cái môn phái kiểu dạng võ lâm này để thu hút anh em game thủ yêu thích kiếm hiệp thôi, chứ còn về bản chất con game Đại Hoang Phong Thần Lục này sẽ mang yếu tố kiểu phong thần huyền huyễn ấy. Đấy, môn phái thứ năm đó là Thần Xạ, một lớp nhân vật sử dụng cung. Hình dáng là loli nhá mọi người nhá. Và cuối cùng là môn phái Thiên Vương, nhìn rất là ngầu. Đấy, như vậy là anh em sẽ có tổng cộng là 6 lớp nhân vật để các bạn lựa chọn. Còn chọn như nào thì tùy anh em thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ chơi Thần Xạ đi. Đấy, độ khó 1 sao, tức là rất là dễ chơi. Chúng ta sẽ vào game này. Game này thì làm bằng Unity rồi. Đồ họa mình thấy không được quá là đẹp. Nói chung là game về đồ họa Unity quá quen thuộc với anh em ở trên chơi game mobile rồi. Đấy, một con game nhập vai MMORPG. Lối chơi mình nghĩ là dạng mì ăn liền. Chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ này. Game full 3D. Được cái là game full 3D anh em nhé. Các bạn có thể xoay chuyển góc nhìn 360 độ. Đó, chúng ta sẽ có một con game full 3D làm bằng Unity. Ở đây mình chơi bằng giả lập thôi vì game nó cũng rất là nhẹ và đơn giản. Đây, để lên của hạ cao nhất này. Max setting luôn. Nói chung là game này nhẹ lắm. Nên là các bạn phải chơi trên rất là nhiều thoải mái cấu hình khác nhau nhé. Nhưng mà game lag này anh em này. Đăng tải là sao? Trải nghiệm. Mình không biết tại sao nó hơi lắc lắc. Có thể là do đăng tải thêm. Đây, mình đăng tải thêm dung lượng của game anh em ạ. Con game này thì có dung lượng khoảng hơn 1 GB. Nói chung là nhẹ. Nhẹ về dung lượng cũng như nhẹ về cấu hình. Sao nó cứ hai tối hai bên nhỉ? Vừa nói xong được rồi. Game này sẽ được các bạn được trải nghiệm free VIP 10 này anh em này. Mình đã thấy mình được VIP 10 rồi này. Game sẽ cho các bạn free VIP lên đến VIP 10. Không biết là đến bao giờ, nhưng mà ở đây thì mình đang được trải nghiệm free VIP 10 luôn rồi. Cũng là một cái ưu đãi khá là hay để thu hút anh em thủ. Nói chung là nếu các bạn không quá khó tính về mặt đồ họa hay gameplay thì các bạn có thể thử qua con Đại Hoang Phong Thần Lục này xem sao. Bây giờ mình sẽ nghịch tiếp nha. Còn tại sao mình nói sớm như vậy? Vì có nhiều bạn chỉ cần nhìn cái đồ họa hay là gameplay thôi là đã không muốn nữa. Đấy rồi, đây một phát ấn một phát lên thẳng level 150 này anh em này. Có vẻ con game này nó ra mắt khá là lâu. Nạp tiền vào tăng thẳng cấp 150. Thế này thì pay to win nhỉ? Tức là các bạn nạp 80.000 và các bạn sẽ lên thẳng cấp 150 luôn. Nói chung là game dạng mì ăn liền và pay to win anh em nhá. Và pay to win thì chắc chắn là nhiều game nhập vai bây giờ nó thế rồi, nhưng mà quả này có quả là anh em chỉ cần nạp tiền và lên thẳng cấp thì mình thấy là hơi bất công nhỉ. Mình thấy là hơi bất công. Game cũng có tính năng tự động tìm đường, tự động chiến đấu các thứ. Nhịp độ game rất là nhanh. Bây giờ mình đã level 23 rồi. Các tính năng thì nó mở dần dần anh em ạ. Đây. Đấy. Sủng vật này, rồi thú cưỡi, cánh, linh khí. Con game này đề tài kiểu dạng có quick hold này, level 80, ok. Đấy, nhịp game rất là nhanh. Nói ra những bạn nào mà chơi game nhập vai kiếm hiệp, tiên hiệp, huyền huyễn các thứ nhiều rồi ấy, thì sẽ không khó làm quen với con Đại Hoang Phong Thần Lục này đâu. Nó lối chơi rất là quen thuộc và đơn giản thôi. Đấy, rất là đơn giản, rất dễ làm quen. Nhịp độ nhanh. Mình cũng xem phần kỹ năng nhân vật. Xem nào. 6 lớp nhân vật. Được cái game này lúc ban đầu thì nó rất là nhiều lớp nhân vật anh ạ. Đây, mình vẫn đang phải tải thêm tài nguyên game này. Tức là con game này hiện tại là mình vừa chơi vừa tải thêm tài nguyên game. Nhưng mà tải hơi chậm. Mình không biết tại sao là nó không tải trực tiếp ở trên Google Play được á. Mình không biết tại sao luôn. Mình sẽ phải tải, lúc ấy mình phải tải file APK anh em ạ. Có thể nó bị xóa. Ngoài ra các bạn để tải trên App Store nhá. Game có trên iOS lẫn Android. Đấy, tải hơi chậm. Server hình như là server đặt nước ngoài hay sao ấy. Mình thấy là tải mọi thứ rất là chậm luôn. Thì đây cũng là một cái điểm trừ của con Đại Hoang Phong Thần Lục này. Các bạn thấy là mạng mình thì rất là khỏe nhá. Nhưng mà
Game này thì tải dung lượng game à, tải game về các thứ thì nó khá là lâu, mình không biết tại sao nữa. Rồi còn đứng hình này. Rồi tiếp tục. Nói chung là game này tải game rất là Năm lâu. cạn, một Chúng ta có tính năng sinh thủ tử cưỡi hỡi, level 50 gọc cánh lời của đấy. Ban chúng đầu thì các bạn cứ sinh treo máy thôi, gian nó tự tận đi làm mệnh nhiệm vụ các tại thứ. ta, Rồi các bạn này nâng nhưng cấp thủ chúng cưỡi mình sinh lên này, sau chẳng này thay đổi hình thấy dáng. ta. À đây sủng vật, còn đây thủ cưỡi này. Đấy, nâng cấp lên. Sau này có phần ảo hình thì chúng ta sẽ có rất là nhiều loại thủ cưỡi khác nhau. Ở đây mình chưa tải xong game nên là mình chưa mở khóa để cho anh em nhìn được. Đấy, nhưng mà nó cũng khá Lúc đa ta dạng. không có ở đây, các Rồi ngươi đừng tiếp có tục nhớ ta đây nhé. xem phần kỹ năng. Rất là nhiều kỹ năng. Ok, nhiều nhân vật, nhiều kỹ năng cũng là một cái điểm cộng Năm ở nhân con bạc game hình thập nhị, Đại Hoang Phong mười Thần Lục nhân nữ này. nhân một bậc. Còn gameplay thì mình nói rồi là cũng không gì đặc biệt lắm. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, nhận thưởng này, các cái event trong game. Rồi các bạn có thể, nếu mà chơi lâu dài thì anh em để nạp đầu. Đây quá cấp. Nâng cấp này. Đấy, tăng sao thủ cưỡi các thứ, event phúc lợi này, có điểm danh mỗi tháng, nhận thưởng, đây là quà cấp. Ô, mình nhận rồi mà sao nó ở đây. Nói chung là game Năm này mình nhân thấy là bạc cũng tình không đông bạc người chơi lắm đâu. nhị, đương Cơ bản nhiên là mình thấy lòng là người nặng nề mà chúng dân cái lại dạng game này chỉ thì biết quá nhiều game rồi, nhiều anh đi em ức hiếp người. sẽ cảm thấy không nổi bật. Và mình cũng thấy là con Đại Hoang Phong Thần Lục này nó Người không nói thì PR quá hãy nhiều ấy, ngây nó ngẩn không lại quảng như cáo quá xưa. nhiều, nên là có thể vì Nhất lý do đấy thời mà có ít hít. người biết đến, thì cũng là một cái điểm khá là đáng tiếc chẳng hạn. Ok, đây bảo thạch này chúng ta sẽ đây, cái này là khảm ngọc đó, đúng rồi, khảm ngọc trang bị. Các bạn thể khảm vào, khảm thậm chí là rồi sau này nâng cấp lên. Đấy, tổng cộng là có 6 ô. Ngoài ra thì VIP 17 thì sẽ mở khóa thêm 2 ô nữa. Nói chung là game này nó pay to win dã man anh em nhé. Đấy, VIP nó nhiều ưu đãi dã man đây. Như kiểu là người bình thường chỉ có 6 ô đồ đúng không? Các bạn VIP 17 thì thăng thêm 2 nữa là 8. Thì các bạn đã chắc chắn là anh em sẽ vượt trội hơn so với người chơi khác rồi. Thì đây một cái điểm mình thấy là khá là bất công. Đấy, phải nói là như vậy. Game pay to win dã man luôn anh em ạ. Nếu các bạn xác định chơi cho vui thì ok, nhưng mà nếu mà chơi kiểu là đua top các thứ thì anh em sẽ phải nạp rất là nhiều tiền. Đó. Mình nói thẳng luôn cho anh em như vậy. Nhất Game thời pay có to biết win bao dã man lần, luôn. nhưng khi không vui thì còn lấy Sắp mở tính năng cánh rồi này mọi người này. Game nó cứ kiểu ai? gì ấy, nó cứ thỉnh thoảng nó lắc Năm lắc kiểu cạn, gì á. mục đích của ta không Ping cần khá phải là người cao suy nha. đoán Mình giải nó không thích hiện số ping nhưng mình thấy là nó chỉ có làm 2 vạch hỗn tạp thôi, này thì thế chứng nào. tỏ ping khá là Một cao. đạo ngu có thể dẹp Nói bớt chung là lối chơi thì cũng không gì đặc biệt, mình chơi nhiều rồi mình cũng thấy không có gì đặc biệt lắm. Đây nạp miễn phí này, toàn nạp mà nạp thôi. mỗi ngọn Được cỏ, cái game này nó mỗi tặng gốc free cây, VIP 10, nhưng mỗi mà cung, VIP 10 nó mỗi chỉ là cạnh một cái của mức đại đầu thôi. quang này, Sau ta này cao mới nhất là VIP ở bên 15, cạnh. thậm chí là cao hơn Năm nữa cơ. nhân bạc tình bạc nghĩa, Chúng ta có đương cánh nhân này, nữ được nhân tặng một một cái bậc. cánh rồi. Mình không hiểu tại sao đặt tên môn phái là theo dạng kiếm hiệp nữa. Chắc là để câu view, tức là quảng cáo thì là các môn phái Năm kiếm hiệp, nhân bạc tình bạc các thứ. nghĩa, Nhưng mà về bản chất con game này đương là một con nữ game đề nhân một tài bậc. huyền huyễn nhá. Huyền huyễn tức là fantasy ấy. Cái này cày được cày được tiền này. Game này cày được tiền nha. Tức là các bạn sẽ chỉ cần đánh quái thì các bạn sẽ tích được tiền. Đấy. Sau này các bạn phải rút tiền ra. Cái này cũng khá là hay này. Nhiều game có rồi. Con game lần trước của một con game của VTC vừa ra mắt nó cũng có cái tính năng này. Đấy, và con game này nó có tính năng như này, tức là cho các bạn con game này là rút Việt Nam đồng miễn phí các thứ, tức là các bạn sẽ đánh quái nó sẽ rớt tiền. Bạn tích đủ tiền thì các bạn để rút. Cũng là một cái Năm điểm nhân bạc có tình lẽ bạc là nhà phát nghĩa, hành sẽ tập trung chủ yếu PR và cái tính năng là cày tiền miễn phí như thế này. Tức là các bạn không cần làm nạp mà anh em chỉ cần đánh quái các thứ là các bạn sẽ rút được tiền, kiểu kiểu như thế. Tiền này sẽ quy đổi vào tiền ở trong game. Cái này rất là giống cái con game gì của sinh VTC tử hôm trước mình vừa khởi, trải nghiệm xong. Nó cũng như lời vậy, của nhưng mà chúng con đấy là sinh rút gian cứu nguyên dẫn bảo các bên thứ. tai ta, Nói chung là tương nhưng tự luôn. chúng sinh chẳng Đấy, thấy tức là game này thì có cái điểm nhấn là ớ. việc là đánh quái, rớt ra tiền, rồi các bạn rút này nọ, tất nhiên là nó sẽ cũng có điều kiện các thứ. Đấy, hôm nay bạn thể nạp vào 89.000 đồng này. Treo máy ra ngoại đánh boss có thể tăng số dư trong ví, và đầy đủ đầy ví thì các bạn có thể rút. Đấy, rút 50.000 đồng thì nó sẽ tương ứng với 5.000 cái ngọc này. Ngọc này thì các bạn sẽ dùng ở trong game để mua đồ các Sinh thứ. tử Đấy, khởi, cũng là một cái, lời mình nghĩ của cũng chúng là một cái điểm sinh nhấn của gian cái dẫn con bên Đại Hoang tai Phong Thần ta, Lục này nhưng đối với chúng anh em game thủ. sinh chẳng nhìn Đấy vậy thấy thôi. ta. Còn lại thì mình thấy là lối chơi rất là quen thuộc đúng Người không? Cũng không có gì đặc biệt lắm.
Thì bạn nào mà quan tâm thì anh em có thể tải và nghịch thử con Đại Hoang Phong Thần Dục này. Không sao, mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game và chơi thử con game này nhá. Ok, chắc là mình không có gì nhiều để nói về con game này đâu. Chủ yếu là các bạn có thích hay không thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi bên này của cậu bà. Mà thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tốt Game Online các anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.